Chào anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta bước qua cái năm 2022 ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi về cái việc là có nên mua bất động sản để ở, để tích trữ lâu dài, để đầu tư dài hạn hay là để lướt sóng. Thì đối với mỗi cái mục đích mua và sử dụng bất động sản, chúng ta sẽ đem lại một cái hoàn cảnh quyết định khác nhau. Và hôm nay chúng ta cùng bàn luận tại sao tôi cho rằng là năm 2022 là một trong những cái thời điểm nó thích hợp để chúng ta cất đất xây nhà, tức là chúng ta sở hữu bất động sản với mục đích là để ở. Thì trong cái giai đoạn hiện tại, nó đến từ một cái câu chuyện rất thật, đó là tôi thấy rất nhiều anh chị đang có nhu cầu thật đã đi tìm mua căn hộ, đã từ cái năm 2020 rồi anh chị, 2020 khi mà 2019 bất động sản đi xuống, 2020 bắt đầu dịch bệnh, đến 2021 bây giờ vẫn tiếp tục dịch bệnh, thì nhiều anh chị mua căn hộ và đổi căn hộ anh chị, mua và đổi căn hộ. Thì khi mà những cái thị trường lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cái tỷ suất cho thuê nó không còn hứa hẹn như lúc trước nữa, thì cái việc đầu tư căn hộ nó cũng không còn tốt, và căn hộ nó giảm giá, nó xác lập một cái mặt bằng giá mới. Và khi mà xác lập một mặt bằng giá mới rồi, cái nhu cầu ở thật tăng lên, nhu cầu mua lại tăng lên, thì thậm chí ở một số nơi cái mặt bằng giá mới từ đó nó bắt đầu lại tăng ngược trở lại. Khi mà anh chị đang tìm kiếm căn hộ có nhu cầu để ở thực. Đấy. Còn đối với những địa phương như Đà Nẵng á, thì cái nhu cầu mua căn hộ thực chất là để đầu tư cho thuê. Đấy. Và vừa đầu tư cho thuê vừa gọi là tích trữ dài hạn. Tôi phân ra cái việc giữa là tích trữ và đầu tư dài hạn nó khác nhau nha. Tích trữ là anh chị giữ đó, giống như là anh chị giữ tiền. Đấy. Còn đầu tư dài hạn là khác nữa, là anh chị có quyết định bán rõ ràng ở một thời điểm. Thì đa phần là mua tích trữ và mua để nhu cầu là cho thuê. Đấy, cho thuê để giữ nhà và tích trữ. Thì hiện tại cái việc ảnh hưởng du lịch và Covid như hiện tại, thì cái thị trường Đà Nẵng căn hộ, cái việc tỷ suất nó còn xuống thấp hơn rất nhiều so với hai cái đầu đất nước, bởi vì cái nhu cầu ở thực căn hộ ở Đà Nẵng rất thấp. Vậy cho nên là giá căn hộ Đà Nẵng thậm chí tôi cho rằng nó sẽ điều chỉnh thêm một lần nữa. Thì anh chị mua căn hộ và chọn lựa căn hộ. Đấy. Còn cái một cái sự phổ biến nữa là anh chị đổi căn hộ. Anh chị đổi từ căn nhỏ sang căn lớn, anh chị đổi từ một phòng ngủ sang hai phòng ngủ. Và đặc biệt là anh chị đổi hai phòng ngủ sang ba phòng ngủ khi mà anh chị có một gia đình ba người, hai vợ chồng, một đứa con, và chuẩn bị có thêm thành viên mới, thì căn hộ hai phòng ngủ nó rất là bí bách. Đấy, nó thiếu không gian. Thì giữa căn hộ hai phòng ngủ và ba phòng ngủ thì cái diện tích nó lớn hơn, cái tiền nội thất nó cao hơn của căn ba phòng ngủ, nó được bù đắp một chút xíu bởi cái việc là giá trị trên mét vuông của căn ba phòng ngủ nó thấp hơn. Đấy. Vì giả sử bây giờ nó chênh nhau khoảng là 500 đến 700 triệu cho cái căn ba phòng ngủ, để lên từ hai phòng ngủ sang ba phòng ngủ. Thì với cái số tiền 700 triệu đó anh chị vay trả 10 năm, lãi suất năm đầu tiên có thể là khoảng 7%, năm thứ hai là từ 10 12%. Thì tôi cho là 10% một năm trả lại 70 triệu. Một tháng là tầm 6 triệu. Đấy, con số nó cũng tương đối là hợp lý với cái mức thu nhập của hai vợ chồng mà đã tầm khoảng là 25 triệu trở lên. Đấy. Còn nếu mà chúng ta với cái một cái số nhỏ như vậy, chúng ta có thể vay được người thân á, tầm 300 400 triệu, để mà cái số lãi hàng tháng chúng ta đóng á, đóng tầm đóng lãi hàng tháng nó tầm là 3 4 triệu, thì nó cũng giống như là chơi bill chơi hụi, chúng ta góp vốn hàng tháng vậy. Đấy, thì nó cũng rất là hợp lý với cái việc mà anh chị đổi căn hộ. Rồi, còn cái việc đổi đất đổi nhà anh chị. Đổi đất đổi nhà thì nó có những cái đặc thù. Nó có những cái đặc thù. Thường anh chị đổi đất đổi nhà, nếu mà anh chị đổi từ cái vùng ven sang cái vùng gần hơn, thì cái tiền bù chênh lệch, nếu mà anh chị có một cái số vốn sẵn có, anh chị có cái thu nhập ổn định á, tốt á. Đấy, thì anh chị mới đổi được. Bởi vì cái chênh lệch giữa cái đất vùng ven và cái đất ở gần trung tâm hơn luôn luôn là nó rất là cao. Chưa kể là khi mà thị trường bất động sản nó đi xuống, anh chị thấy là cái sự quan tâm và cái sự giao dịch nó luôn luôn ở những cái vùng gần trung tâm hơn.
Còn những cái vùng ven á, bây giờ rất ít giao dịch và anh chị bán thì rất là lỗ, bán rất lỗ, rất khó bán, và bán thì phải hạ giá nhiều, rất là lỗ. Đấy. Cho nên việc đổi đất về gần hơn á, nó tương đối là cần một cái nguồn tài chính nó vững mạnh, vì anh chị phải vay nhiều này, cái khoản chênh lệch nó lớn, anh chị phải vay nhiều, anh chị trả lãi nhiều. Đấy. Và anh chị bán nó sẽ lỗ trong cái thời điểm mà dịch bệnh và thị trường bất động sản đi xuống, thì anh chị bán đất vùng ven nó sẽ rất là lỗ, để đổi được một cái lô đất nó gần hơn, nó gần trung tâm, về phía trung tâm hơn. Đấy. Còn những anh chị á, mà muốn đổi đất hoặc là mua đất á, nếu mà anh chị từ đất hẻm ra đường phố, hẻm anh chị ra đường nhỏ hoặc là hẻm ra đường lớn á, thì cái khoản đấy nó cũng cao. Và tôi thấy là cái nhu cầu mà anh chị bây giờ á, đặc biệt năm 2022 mà anh chị mua đất hẻm á, anh chị mua đất hẻm á, hoặc là anh chị đổi từ hẻm nhỏ sang hẻm lớn á, tức là vẫn giữ trong hẻm á, thì nó rất hợp lý. Nó rất hợp lý. Tại vì anh chị thấy là cái nhu cầu ở thực nó sẽ bắt đầu nó cao lên từ năm 2022, và cái nhu cầu anh chị mua đất hẻm, mua nhà hẻm nó sẽ bắt đầu cao lên. Và vì cái nhu cầu ở thực đó, vì cái nhu cầu ở thực đó thì rất nhiều những cái nhà đầu tư, thậm chí là môi giới anh chị, họ sẵn sàng đi kiếm đất hẻm, kiếm nhà hẻm giá rẻ và họ sửa sang lại căn nhà đó và họ bán, họ lại chênh lệch anh chị. Cái việc này hết sức bình thường khi thị trường bất động sản nó chìm xuống, thì cái phân khúc đất hẻm nhà hẻm nó sẽ đến lúc nào nó rất là hot, nó rất hot anh chị. Đấy, thì khi mà bắt đầu đầu năm 2022 anh chị tìm kiếm, anh chị chuẩn bị và anh chị mua thì anh chị sẽ tránh được cái thời kỳ mà nhu cầu ở nó tăng lên, nhu cầu mua đất hẻm nhà hẻm nó tăng lên, và cái nhu từ cái nhu cầu đó môi giới và nhà đầu tư họ tiếp tục nhảy vào để họ họ mua, thì nó làm cho cái nhu cầu tăng lên đột biến, thì lúc đó nó không còn rẻ nữa. Khi mà nhu cầu nó tăng lên đột biến thì nó không còn rẻ nữa. Đấy, và chắc chắn nó sẽ xảy ra anh chị, chắc chắn cái phân khúc nhà hẻm và đất hẻm nó sẽ phát triển, bởi vì cái nhu cầu ở thực nó chắc chắn sẽ có. Đấy, thì anh chị mua nhà hẻm đất hẻm bây giờ nó ổn, về cái mặt bằng chung giá nó ổn, và nếu anh chị đổi á, anh chị đổi đất thì anh chị đổi đất đổi nhà từ hẻm nhỏ ra hẻm lớn ha, đặc biệt là đổi ra hẻm ô tô rất là ổn, rất là ổn luôn. Đấy, vì cái giá trị của đất hẻm ô tô sắp tới nó sẽ lên, đất hẻm ô tô, nhà hẻm ô tô nó sẽ rất là ổn. Anh chị đầu tư sửa sang lại, anh chị đầu tư sửa sang lại cái nhà ha, đầu tư sửa sang lại cái nhà tầm khoảng là 700 triệu 1 tỷ, đầu tư sửa sang lại á, nội thất đàng hoàng. Nếu mà chúng ta ở thật thì chúng ta đầu tư cho tươm tất, hoặc là chúng ta đầu tư đó để sau tới chúng ta đổi tiếp á, thì nó cũng rất là ổn luôn, rất là ổn luôn. Còn không thì chúng ta cứ giữ, ví dụ như một cái nhà cấp 4 hay một cái nhà một mê ở trên là tâm, ở trên là tâm hoặc là tôn, làm tôn đấy, thì nếu mà chúng ta chưa có kinh phí, chúng ta cứ cứ mua để chúng ta giữ cái miếng đất đó, giữ cái miếng đất đó, thì sắp tới nó rất là ổn, tới nó rất là ổn chị. Thì đặc biệt riêng cái phân khúc mà nhà hẻm đất hẻm ấy, thì tôi cho rằng là bắt đầu từ giữa năm 2022 đó, bắt đầu nó sẽ sôi động lên, nó sẽ sôi động lên với cái nhu cầu chắc chắn nó sẽ tới đấy. Thì khi mà anh chị đổi, nếu mà anh chị đổi từ đất hẻm nhỏ sang hẻm lớn, đổi qua đất ô tô thì rất là tuyệt vời, vì tôi rất thích luôn, tôi rất thích, bây giờ rất thích những cái căn nhà, những cái miếng đất ở trong hẻm ô tô đấy, thường là nhà, nhưng đất thì cũng ít rồi, thường là nhà trong hẻm ô tô rất là đẹp. Đấy, thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta mua, ta đổi như vậy để có một cái nơi ở, cái nơi ở, và nếu mà chúng ta có tiền, chúng ta đầu tư sửa sang lại, thì sau 3 đến 5 năm nữa anh chị muốn đổi hoặc là anh chị bán đi, giá trị tài sản nó tăng lên nhiều lắm, nó tăng lên nhiều lắm đối với nhà hẻm đất hẻm. Và còn bây giờ ví dụ như một miếng đất trống, mà tôi nói anh chị một miếng đất trống á, anh chị đầu tư một cái nhà tiền chế, nhà tiền chế thì cái khung nhà tiền chế nó khoảng 300 500 triệu, 300 500 triệu. Đấy, đầu tư thêm nội thất hoặc là làm thạch cao, sơn sửa, tôi thấy là tầm khoảng 700 đến 900. Đấy, có một cái nhà tươm tất để ở. Có một cái nhà tươm tất để ở rộng rãi luôn, đó là một mê rồi nha, ở trên là tôn. Đó là một mê rồi đấy. Trên một cái diện tích đất là khoảng 80 mét vuông. Một mê rồi đấy. Thì ở rất hợp lý. Ở rất hợp lý, và cái sát nhà đấy sau này tôi nói chỉ rất nhiều nhu cầu, người ta mua khi có sẵn cái sát nhà như vậy, cái sắt nhà tiền chế như vậy.
đấy, có sẵn mục mê, thì nó rất nhiều cái nhu cầu để sử dụng, nó không phải sợ, nó không phải sợ đấy. Thì đầu tư bây giờ bởi vì cái chi phí và tiền chế nó cũng ổn, nó tương đối ổn, và đặc biệt là trong giai đoạn này, thứ nhất đấy, như tôi đã nói là cái nhu cầu nó chưa tăng đột biến lên để cái khiến cái giá đất giá nhà trong hẻm nó tăng. Thứ hai nữa là chúng ta chưa đến cái giai đoạn lạm phát, cái lạm phát cao dẫn đến là cái chi phí nó tăng lên, nó áp lực cho cái lãi vay của anh chị hàng tháng này, rồi nó áp lực cho cái việc là cái giá xây dựng nó cũng tăng lên, cái chi phí xây dựng nó tăng lên đấy. Thì bây giờ năm 2022 tương đối là hợp lý ta mua nhà hẻm đất hẻm để ở và cũng là tích lũy cái tài sản đó, giữ cái đất đó đấy. Rồi liên quan đến mua bán đổi chác ở trong cái giai đoạn này ấy, thì nói chung là đọc báo cũng có cái hay của đọc báo, tuy là cái thông tin chúng ta thu lại nó không nhiều đâu, nhưng mà tại vì một trong những cái số cái bài báo á, anh chị thấy là trong này có ông Trần Khánh Quang. Ông Trần Khánh Quang là gọi là họ thường gọi là bác sĩ bất động sản đấy. Ông này thì ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những số ít những cái người mà tôi đọc những cái thông tin của ông ở trên trên báo anh chị ha. Vì bác sĩ Trần Khánh Quang thì nói là tương đối nó hợp lý hơn so với những nhà đầu những cái chuyên gia khác đấy, họ nói nó rất là chung chung và thường là nó không chính xác bằng bằng ông Trần Khánh Quang đấy. Thì trong cái bài báo này anh chị xem đi, cà phê mua hộ bất động sản, mua hớ bất động sản, câu chuyện cay đắng của nhiều nhà đầu tư làm thế nào để biết mua tài sản đúng giá, thì nó sẽ tương đối hợp lý cho anh chị khi anh chị gạch một số cái đầu dòng ở trên cái bài báo này ha. Khi mua anh chị cứ check theo những cái đầu dòng này để chúng ta chắc chắn là chúng ta mua được một cái bất động sản giá đúng, từ việc anh chị mua căn hộ này đó, đến cái việc là anh chị mua đất hẻm, mua nhà hẻm. Bất động sản là tài sản cả đời, cho nên nhiều người rất lo lắng đến việc liệu mình có bị mua hớ hay không, mua hớ hay không. Rồi chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng các nhà đầu tư lớn trên thị trường đã sẵn sàng bất động sản cắt lỗ 10 đến 20% nhưng không mua được bao nhiêu, vì thực tế thị trường hiện nay rất ít ai cắt lỗ, họ chỉ cắt lỗ ở mức 50%, 50% anh chị. Nói thật sự nhiều người vỡ nợ lắm chứ không có bán, không có cắt lỗ đến cái độ cao, cho nên nó mới dẫn đến vỡ nợ, và nó cũng dẫn đến câu chuyện là cắt lỗ nhưng mà cắt lỗ rất ít. Đấy, có người vẫn găm tài sản ở đó, có người thì vỡ nợ, nhưng còn cái việc cắt lỗ quá lớn thì nó ít nha. Và thật sự là muốn cắt lỗ nhiều lúc cũng không được anh chị, bởi vì nó đâu có giao dịch đâu, nó đâu có giao dịch đâu, nên gọi là muốn cắt lỗ cũng không được, bởi vì thị trường nó không có giao dịch luôn, nó gọi là bị ghim hàng trong đấy đấy, thoát hàng là không được. Rồi theo ông Quang, người mua phải nói chuyện với chủ đất của bất động sản đó, họ bán giá mềm hay cắt lỗ đấy. Nếu người ta bán, nếu mà họ rao bán 1 tỷ nhưng người ta đến nơi người ta bán 900 triệu thì kỳ vọng họ sẵn là 900 triệu rồi, thành ra nếu mà chúng ta mua theo giá rao lúc đầu là 1 tỷ thì chúng ta mua hớ rồi đó. Đấy, thì cái câu chuyện này á anh chị, câu chuyện thực tế là như này nè, nếu mà nhiều anh chị kỹ tính là tôi nói anh chị á, người ta bu đến những cái phần công chứng, anh chị bu đến phòng công chứng xem giao dịch ở khu vực nào, xem giao dịch ở đâu, ở phòng công chứng anh chị gặp được ai hả? Gặp cả người bán và người mua, gặp cả người bán và người mua, thậm chí nha, chúng ta hẹn gặp người bán, hẹn gặp người mua mới biết đâu người mua sau này là hàng xóm của chúng ta sao, hẹn gặp người mua nói chuyện cà phê. Đấy, nhờ họ thông tin họ mua bao nhiêu. Đấy, những người mà mua ở thì cũng chẳng sàng chia sẻ anh chị. Đấy. Còn chúng ta khéo léo, chúng ta họ hẹn người bán người mua cà phê, hoặc là hẹn những nói chuyện. Người bán họ cũng sẽ cho chúng ta một ít thông tin anh chị. Nếu mà họ bán xong cái sản phẩm rồi, đấy, họ không 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 còn sản phẩm khác để bán nữa. Nhiều khi họ còn sản phẩm khác để bán thì họ sẽ trao đổi chúng ta nó không thật bằng. Nhưng mà nếu mà họ chỉ có một miếng đất, một căn hộ họ bán xong rồi thì lúc đấy họ cũng sẵn sàng họ chia sẻ thật với chúng ta. Họ sẵn sàng họ chia sẻ thật với chúng ta. Đấy. Thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin thực tế hơn đấy, thậm chí nhiều anh chị bu tới phòng công chứng để kiếm người bán người mua hỏi đấy. Những anh chị mà mua đất anh chị kiếm những phòng công chứng khu khu vực mà gần đó đấy. Nhiều anh chị rất là kỹ tính. Tôi nghĩ trên thị trường hiện nay cũng có khoảng 10 đến 20% nhà đầu tư muốn cắt lỗ nhưng người ta không rao cắt lỗ mà chỉ rao bán bình thường, chỉ để thêm chữ bán gấp đấy. Sau một hồi thương lượng căng thẳng mà người ta giảm giá thì mình mới mua. Mình thương lượng và giảm ngay thì đừng vội, không ai giảm giá nhanh quá đâu, tức là có thể khu nó có vấn đề, hoặc là cái giá đó thực ra là đa phần là đều đều cùng nhau rao cái giá 3 tỷ anh chị ha, mà thực tế giao dịch đấy là ở quanh quanh mức 2 tỷ 7 thôi đấy, người ta rao 2 tỷ 8, 2
3 tỷ, nhưng mà thực 2 tỷ 9, 3 tỷ, mà thực chất là giao dịch có 2 tỷ 7 thôi, mà chúng ta không tìm được cái giao dịch thật á, chúng ta không biết, chúng ta theo cái giá đấy 3 tỷ, chúng ta ngào hạ xuống còn 2 tỷ 9, chúng ta mua ngay, là chúng ta cũng mua bị hớ đấy. Cho nên nhiều anh chị tới phòng công chứng đi me ở phòng công chứng là vì thế đấy. Ở phân khúc nhà phố là anh chị, các chuyên gia cho rằng bí quyết giúp người ta tránh mua bị hở là nên đi xem ít nhất 3 lần và trên 10 căn. Đấy, thì gọi cái số lượng này thì nó cũng vô chừng, nhưng tất nhiên là anh chị nên gặp một số cái chủ nhà khác nhau, một số căn khác nhau. Đấy, chúng ta có cái dữ liệu nhiều hơn. Đấy, giả sử như bây giờ anh chị có khoảng 3 đến 5 sự lựa chọn, anh chị cứ nhắn với cái chủ nhà về cái giá nhà mình mong muốn, đúng không ạ? Ví dụ như bên này rao 3 tỷ, bên nào rao 2 tỷ 8, bên này rao 2 tỷ 7, chúng ta cứ trả xuống dần dần 5 triệu, 100 triệu đấy, để xem thử là thực tế cái giá thực là bao nhiêu đấy, là để tham khảo anh chị ha. Nhưng thực tế anh chị ha, một phần nữa là anh chị, bởi vì người bán cũng là con người mà, cho nên chúng ta cũng đừng có trách anh chị môi giới ở chỗ là sao, tại sao là cái nhà này nó cũng tương tự nhau mà có người bán 2 tỷ 7, có người bán 2 tỷ 9, nó chen nhau nhiều quá. Thực sự là người bán họ là cũng là con người anh chị. Đôi lúc ha, tất nhiên tình trạng môi giới hô giá nó cũng có, nhưng đôi lúc anh chị, cái chủ nhà luôn luôn bị ngáo giá anh chị. Có những chủ nhà luôn rao, tức là họ luôn luôn muốn bán cao hơn cái giá thị trường hiện tại là 700, 200 triệu, 100 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Họ luôn luôn muốn bán một cái giá nó cao hơn cái giá thị trường hiện tại. Họ bán bất chấp như vậy, họ cứ đưa giá tới cái dịch vụ môi giới như vậy và không chịu giảm, không chịu giảm. Cứ nhìn cái giao dịch này giao dịch kia đồng loạt ra đi với những cái giá thấp hơn nhưng mà họ vẫn không chịu giảm anh chị. Đấy, mà vì họ là khách quen hay vì lý do đặc thù nào đó thì môi giới nó vẫn phải rao cái sản phẩm nó trên thị trường. Nhưng mà thực sự không, cũng không hẳn là 100% là các trường hợp là môi giới họ hét giá đâu, mà do chủ nhà anh chị ha, do chủ nhà người ta hô một cái giá nó rất là trái với thị trường, trái với thị trường. Đấy, cho nên là trong một số cái căn nhà miếng đất hay căn hộ mà anh chị tham khảo 3 đến 5 miếng đất căn nhà đi đấy, thì anh chị trả dần 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 xem thử thực hư giá thực sự như thế nào và xem cái chủ nhà nào thực sự họ đang có thiện chí, họ đang có thiện chí đấy, như có chủ nhà rao giá rất là cứng đấy. Và đừng vội vã anh chị ha, trong giai đoạn này đừng vội vã. Nhiều anh chị tiếc hàng ngon vì cái tâm lý tiếc này á, cho nên là chúng ta cứ nghĩ là không mua thì tiếc, nhưng mà lúc là luôn giữ một cái tầm nhìn trong đầu đó là không có cái này thì sẽ có cái khác nó ngon hơn, nó sẽ có ha. Và trong giai đoạn này là chúng ta gọi là đãi cát tìm vàng hoặc là tìm ngọc trong đá, tức là chúng ta tìm một số cái viên ngọc nó ẩn trong trong cát thì dần dần anh chị sẽ có hết viên này, nó sẽ có viên khác anh chị, không sao cả. Theo chuyên gia Trần Khánh Quang, nếu giá bán cao hơn 10-15% so với giá thật của bất động sản có thể gọi là đắt. Đây, thì cái câu chuyện mà tôi nói rất nhiều chủ nhà rao với cái giá cao hơn 10 đến 15%. Rất nhiều luôn anh chị, rất nhiều luôn. Thì khi mà anh chị càng có nhiều dữ liệu, càng có nhiều cái sản phẩm để anh chị so sánh á, thì anh chị mới mới kiếm được cái sản phẩm nó có giá thật. Đấy. Có những kiếm được những cái chủ nhà mà họ sẵn sàng bán đúng với giá thị trường hiện tại, với giá giao dịch hiện tại, chứ còn loay le que mà đi tới phòng sàn giao dịch mà kiếm được một hai sản phẩm thì nó không có gì để so sánh cả. Bản tổng không biết là giá cái giao dịch thật là như thế nào, chúng ta phải có nhiều giao dịch hoặc là đấy nhiều anh chị cẩn thận tới phòng một công chứng để chúng ta tìm ra cái giá trị thật hiện tại đấy. Còn cái bất động sản rao ở mức trên 30% thì không đề cập nữa vì nó là gọi là ngáo giá rồi. Đấy, thì đây trong cái bài báo này chị tìm đến cà phê ép có một số cái đầu dòng hay, chị gạch gạch đầu dòng, và mỗi khi mà anh chị đi tìm hiểu bất động sản nào để anh chị có nhu cầu đầu tư ở thật á, trong cái giai đoạn 2022 thì anh chị cứ dựa vào cái checklist ở trong cái bài báo này anh chị làm theo, thì tôi tin là nó sẽ giúp anh chị kiếm được một cái bất động sản tốt và mức giá tốt và nó an toàn cho anh chị. Chắc chắn là đầu tiên là phải nói đến cái việc là nhu cầu là ở thật anh chị ha, và kèm với nhu cầu ở thật là tôi nói thật anh chị là nhu cầu tích trữ, tức là anh chị tích lũy để đó. Đấy, để đó để giữ miếng đất đó, thì trong cái giai đoạn 3 3 năm sắp 3 đến 5 năm sắp tới cái giá trị của anh chị đất hẻm nhà hẻm đấy, nó sẽ lên rất là cao.
đối với đất hẻm nhà hẻm mà nó sẽ lên cao, nó sẽ lên cái giá trị rất lớn. Đấy, nó còn là một cái tiền đề để nếu mà anh chị sau này anh chị muốn đổi đất hẻm nhà hẻm sang đường lớn, đường nhỏ hay sang mặt tiền đấy, từ hẻm nhỏ sang hẻm ô tô, thì đó là một cái tiền đề rất hợp lý để anh chị đổi đất trong vòng 3 đến 5 năm tới. Thì bây giờ anh chị đầu tư thì 3 năm năm tới chúng ta có một cái tư liệu, một số vốn rất tốt để chúng ta thay đổi tiếp. Đấy, cảm ơn chị đã xem video này và rất mong chị có những cái chia sẻ, những cái câu chuyện thật của anh chị, cái câu chuyện rất thật của anh chị về cái việc anh chị đổi đất, đổi nhà, đổi căn hộ, hoặc là anh chị mua mới ở trong cái giai đoạn này để ở, để tích trữ lâu dài. Đấy, hẹn anh chị trong những video tiếp theo.